Xin chào mọi người. Nay kênh Tuấn Hùng Cao đi lượn ngắm làn. Vừa đi cho bọn nhỏ đi tập bơi suối chứ. Bây giờ là quay về đi ngắm làn này. Đây là giới thiệu mọi người, đây là giò làn Phi Điệp Hồi Xuân này. Mũi trắng nha mọi người nha. Gần ám, thân thủ to đẹp. Sao lại cắt đoạn này ướm kia hay là họ mua đấy? Bị hỏng ngọn á. Bạn Lĩnh này trồng rất là hay này. Chậu này giữ ấm rất tốt nên cây phát triển rất là mạnh. Kệ nó đây, nó quen rồi. Đấy, quay cái giò này cho mọi người cùng ngắm này. Đây là Phi Điệp Hồi Xuân nhé mọi người nhé. Giò này ở Quan Hóa, Thanh Hóa này. Thì thoảng về quê là lại đi ghé thăm các vườn của anh em ngắm lan. Lá to này. Này không biết bị cái gì lại bị thối ngọn à? À thối mất ngọn nên là bạn Lĩnh vẫn cắt sâu xuống để bảo vệ cho cây. Thối ngọn thì tôi cũng bị mà. Năm nay được hai dây hoa to dài đẹp. Trước mét 8 à? Đo chưa? Hôm vừa rồi tôi đo áng chừng cái tưởng tầm mét rưỡi mét 6 đấy chứ. À. Cong nhìn nó thấp với lại là nó bắt đầu co teo teo thân lại mà, rút thân à. Tuyệt vời đấy. Đang quay cho mọi người ngắm tí này. Này gọi là mũi trắng chưa? Hay mũi hồng à? Để giới thiệu cho mọi người, đây là mũi hồng. Chưa trắng hết đúng không? À lúc nãy mình nhìn cái mũi bên này lại có cái mũi trắng hết. Đây cái mũi này trắng hết này. Mũi hồng. Thân thủ này quá đẹp này. Này là giò gì đây? Trầm đấy, trầm Myanmar. Trầm Myanmar này à, mà chăm được cái này á. Tuyệt vời nhỉ. Độ chăm này tuyệt vời đấy. Mình trầm Myanmar của mình trồng trên kia ghép lũa nên không tốt được như này. Chỉ được cái nghệ thuật thôi. Đây, quay lại cái cây trở lại với cái cây mũi hồng hồi xuân à. Mũi hồng hồi xuân này. Cái giò này. Đấy, cho mọi người cùng ngắm tí. Thân thú mũi hồng hồi xuân. Nhà sưu tầm cái giống này cũng hay. Cái này thì bao nhiêu một ký đây? Đúng không, bán ra chưa có kỳ luôn à. Đấy nhá, xin chào mọi người nhé, mình quay sơ sơ giò này để mọi người cùng ngắm này, mình chuyển sang clip quay khác nhé, chúc mọi người xem clip vui vẻ nha.
một chủ vườn lan đang tưới lan ngoài kia. Để mình quay clip khác nhé. Hẹn gặp lại mọi người các clip sau.